Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng cây dưa leo, cũng như là mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái thời gian trồng nè, cũng như là khoảng cách trồng và cái số tiền mình chuẩn bị để mình mua hạt giống là bao nhiêu để chúng ta có thể là tính toán chúng ta trồng trên 1.000 mét vuông nha các bạn. Và cái thời gian thu hoạch của nó là bao lâu từ khi là mình bắt đầu trồng cái cây dưa leo này. Thì đó là cái nội dung ngày hôm nay thì mình muốn là chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là tham khảo ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái giống dưa leo nha các bạn. Thì các bạn là nên chọn những cái giống dưa leo mà người ta ưa chuộng ở những cái khu vực mà các bạn đang sinh sống. Ví dụ như mình ở đây thì mình ở Tiền Giang, thì cái giống dưa leo mà người ta ưa chuộng các bạn là cái giống là siêu bóng trái nó. Còn ở chỗ bạn thì các bạn có thể là mình mua những cái giống như là Trang Nông nè, rồi Sen Vàng nè, rồi FVM nè, rồi Đồng Tiền Vàng nè. Nói chung là rất là nhiều những cái loại giống dưa leo luôn nha các bạn ha. Còn về cái thời điểm mà trồng á các bạn, thì cây dưa leo này á, thì nó trồng được là quanh năm. Nhưng mà đặc biệt vào những cái vụ mà đông xuân á, thì cây dưa leo của mình nó trồng thì nó sẽ đạt hơn. Đó. Thì còn những bạn mà như ở ngoài Bắc á các bạn, thì các bạn là nên chọn những cái tháng nắng ha. Thì chúng ta trồng thì nó sẽ là hiệu quả hơn đối với cái cây dưa leo này. Mình trồng vào những tháng nắng các bạn là nó sẽ không có bị như là sương mai này nọ nhiều các bạn. Vào những cái tháng mưa thì nó mới là bị sương mai với lại nó bị bông đực nhiều. Thì đó là theo cái kinh nghiệm của mình ha. Còn cái cây dưa leo này thì cái khoảng cách trồng của nó thì nó tầm đâu khoảng đâu là 4 tấc cho đến là 5 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Là mình phải trồng thưa đó. Còn về cái hàng cách hàng là ít nhất là phải từ là 1,2 m cho đến là 1,5 m trên một hàng nha các bạn ha. Còn về cái số tiền mà để chúng ta chuẩn bị mà chúng ta mua cái hạt giống á, mà để chúng ta trồng các bạn là nó tầm đâu khoảng đâu là 420.000 nha các bạn ha. Thì thông thường là 1.000 mét vuông thì chúng ta sẽ trồng đâu là khoảng đâu là 60g cho đến 70g nha các bạn. Nhưng mà giống ở đây thì nó có rất là nhiều loại giống. Có loại thì nó chỉ có là 40 mấy ngàn cho một tép là 10g thôi. Có loại thì 80.000 cho 10g. Có loại là 120.000 cho 10g. Ở đây thì mình lấy cái giá quân bình là 80.000 cho 10g ha. Thì nó mới đạt được cái chất lượng các bạn. Nếu như mà chúng ta mua cái hạt giống mà nó rẻ quá đó, thì sau này chúng ta trồng lên nó rất là dễ bệnh luôn. Ví dụ như là nó không có kháng được bệnh như là lở cổ rễ này nè các bạn. Nói chung là rất là nhiều thứ. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là cái giống là quân bình, tầm đâu khoảng đâu là 80.000 cho một tép là 10g ha. Nó và chúng ta trồng là 60g trên 1.000 mét vuông. Và cái khoảng cách trồng của nó là 4 tấc cho một gốc nha các bạn ha. 4 tấc cho đến là 5 tấc ha. Còn hàng khách hàng là khoảng đâu là 1,2 m cho đến là 1,5 m. Về cái thời gian mà chúng ta có thể là trồng và chúng ta thu hoạch trên cái cây dưa leo này các bạn, thì nó tầm đâu khoảng đâu là từ 30 cho đến 32 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi nha các bạn ha. Đối với những cái giống mà F1 như bây giờ thì nó rất là ngắn ngày, nó tầm đâu khoảng là 1 tháng là mình có thể là mình thu hoạch rồi. Và cái thời gian mà nó bắt đầu mà nó trổ hoa các bạn là tầm đâu khoảng đâu là 20 đến 22 ngày là nó bắt đầu là nó trổ hoa. Và tầm đâu khoảng 30 cho đến 32 ngày thì nó sẽ là thu hoạch ha. Đối với những cái giống mà dưa leo F1 mà mình chia sẻ cho các bạn hồi nãy giờ ha. Còn những cái giống mà truyền thống các bạn thì nó dài hơn nha. Ở đây thì mình chia sẻ cho bạn đa số là những cái giống F1 bây giờ nha các bạn ha. Cũng như là cái chi phí mà nó là bao nhiêu thì mình cũng chia sẻ cho các bạn. Đó, thì video của mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế thôi. Thì bạn nào mà quan tâm thì hãy đăng ký kênh, cũng như là hãy bấm vào cái nút like nha các bạn ha. Còn nếu như là các bạn không thích á, thì các bạn có thể là bấm cái nút là dislike ha, để mình kiểm tra được cái thông số các bạn, để mình ra video nó được hay hơn. Ví dụ như các bạn mà mình ra video mà các bạn like nhiều đó, thì mình sẽ cố gắng là mình ra những cái chủ đề mà nó tương tự hơn đó. Còn nếu như các bạn không thích á, thì các bạn có thể là dislike cái video này ha, để mình thống kê nha mọi người. Rồi cái này thì mình xin cảm ơn các bạn về cái phần là like cũng như là không like ha. Còn đối với mà những bạn ở ngoài Bắc á các bạn, mà các bạn mà trồng dưa leo á, thì các bạn là nên sử dụng những cái phân hữu cơ nhiều hơn nha, để cho cây của mình nó phát triển. Tại vì ở ngoài cái thời tiết á các bạn nó sẽ khác đối với mà trồng dưa leo ở trong Nam mình. Ở trời trong Nam mình các bạn chứ canh mùa nắng trồng là ok à, nó không có bệnh hoạn vậy đó. Ví dụ như tới cái mình trồng khoảng đầu năm cho đến 21 ngày tuổi đi, thì mình sẽ xịt phòng những loại sâu như là bọ trĩ này nọ các bạn, rồi bọ dưa, rồi rầy rồi nọ các bạn là xong à. Với lại mình phòng cho nó vài cử cái lở cổ rễ với một cử sương mai. Nó là tới cái ngày mà nó trổ bông thì mình sẽ xịt cho nó cái gối tảo đỏ đi, để cho nó chẳng như cái bông các bạn nó không có rụng, và khi mà nó ra trái các bạn thì nó trái nó rất là to luôn.
Và đặc biệt đó là nó sẽ ăn dai nếu như là mình biết cách đi phân. Phân ở đây thì mình sẽ là đi phân theo cái kiểu như là định kỳ nha các bạn ha. Ví dụ như 10 ngày mình sẽ bón phân cho một lần. Phân ở đây thì mình chỉ bón là cái phân là 20-15 thôi, cộng với hàng canxi bo là được nha mọi người ha. Và các bạn cũng có thể là mình bón lót trước khi là mình trồng cây dưa leo nha các bạn. Có nghĩa là khi mình chuẩn bị đất đi đúng không? Rồi thì mình sẽ là bón lót là hai bên mép clip. Rồi chính giữa thì mình sẽ trồng cái cây dưa leo. Và cứ là 4 tấc như vậy thì mình sẽ trồng cho nó một gốc ha. Có thể là bạn trồng 5 tấc cũng được. Tại vì cái cây dưa leo này các bạn, thì các bạn trồng càng thưa thì cái năng suất nó sẽ cao hơn. Và cái thời gian nó ăn nó sẽ là dai hơn. Còn bạn nào mà muốn mà kiểu như mà trồng ở nhà mà muốn mà mình ít xịt thuốc thì các bạn có thể là chọn như cái giống là Trang Nông ha. Đối với những bạn mà trồng ở nhà ha, mình trồng để mình sử dụng á, thì đối với cái giống Trang Nông các bạn thì trái nó sẽ là ít hơn so với những cái giống mà siêu bóng trái. Nhưng mà đặc biệt các bạn là nó kháng bệnh nó rất là ok luôn. Và đặc biệt trái nó là không có đắng nha. Có một số giống á, chúng ta không biết á, thì chúng ta mua về các bạn trồng thì nó sẽ bị đắng. Đối với những bạn mà trồng kinh doanh á, các bạn mua chúng những cái giống đó là thua. Ví dụ như là cái giống này mình không có nói được, nhưng mà nó có cái chữ T đầu các bạn, là nó cũng giống như Trang Nông ở TN nó, ví dụ vậy nha. Chúng ta né ra, nhưng mà thằng Trang Nông thì các bạn cứ mua nha. Đối với mà những bạn mà kinh nghiệm mà còn ít á, thì các bạn nên chọn cái giống Trang Nông để chúng ta trồng, tại vì nó kháng bệnh được tốt hơn đối với những cái giống là siêu bóng trái ha. Đặc biệt là nó cũng không có đắng nữa. Đó, thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là vậy ha. Thì một lần nữa thì mình sẽ nói lại cho các bạn nào mà thích tua nè. Thì đối với 1.000 mét vuông á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị đâu khoảng đâu là 60 cho đến là 70 gram ha. Và cái là cứ 10 gram như vậy á, là nó sẽ là 80.000 hoặc là 85.000 ha. Thì mình tính quân bình á, là tầm đâu khoảng đâu là 420.000 ha. Còn phân phướng á, thì ở đây thì mình sẽ không có tính được các bạn. Tại vì á, có lúc thì nó rẻ, có lúc thì nó rất là mắc luôn. Ví dụ như mấy tháng trước đi, cái phân ure các bạn nó rất là rẻ, nó chỉ có mười mấy ngàn, 10.000 đến mười mấy ngàn thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là nó đã là 20.000 một ký rồi. Nó thì ở đây thì mình không có nói được cái chi phí mà tổng quát được. Tại vì phân, cái giá phân các bạn nó lên xuống mà. Bây giờ ví dụ như mình chia sẻ cho các bạn như là 3 triệu đi, nhưng mà tới cái thời điểm mà các bạn trồng cái giá phân nó đôn lên nữa thì ra thì nó sẽ không có đúng. Thì ở đây thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn về cái hạt giống thôi. Hạt giống thì nó có rất là nhiều loại. Loại 40.000 có nè, 4 mấy 6 mấy cũng có. Rồi 80.000 cũng có, 100 mấy cũng có nữa. Nhưng mà mình trồng thì kinh doanh á, thì mình trồng cái loại khoảng đâu là 80.000 là hợp lý rồi. Chạng đó là ok nha mọi người ha, là chúng ta trồng nó sẽ rất là đạt năng suất luôn, cũng như là cái thời gian mà mình kéo dài cái thu hoạch đó các bạn thì nó sẽ là lâu hơn. Đối với những cái giống mà rẻ tiền ha, cái rẻ tiền thì mình thu hoạch được có vài đợt là nó muốn rụi rồi. Đó. Thì do đó thì chúng ta trồng kinh doanh thì chúng ta nên đầu tư một chút xíu về cái phần là hạt giống ha. Và mình trả lời luôn cho các bạn là cái hạt giống này có ủ hay không nè. Đối với những cái giống mà F1 bây giờ các bạn chỉ việc ngâm nước thôi và chúng ta không cần ủ ha. Chúng ta trồng trực tiếp luôn là vẫn được nha mọi người, không cần ủ. Đối với những cái giống như là bí hồ lô này nọ đó thì mình nên ủ trước rồi mình mới trồng ha. Rồi thì video thì mình cũng chia sẻ cho các bạn tới đây thôi nha. Mình xin được tạm dừng nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh cũng như là chưa like, các bạn thì hãy tặng cho mình một like ha. Rồi mình xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.